Quý vị và các bạn, trong khi nhiều nước đang phải đối mặt với tình trạng khan hiếm vaccine ngừa COVID-19, thì một số quốc gia khác lại phải tiêu hủy hàng nghìn liều vaccine hết hạn. Nơi cần thì không có, nơi có lại phải tìm cho bằng được cách trút gánh nặng như thừa. Đây đang là nghịch lý tồn tại giữa hai phía cung và cầu. Những ngày qua, cơ quan y tế và các bệnh viện tại Mỹ đã dốc sức chạy đua để tìm cách sử dụng hết hàng triệu liều vaccine COVID-19 của Johnson Johnson sẽ hết hạn vào cuối tháng tôi rất lo lắng và không muốn bỏ phí dù chỉ là một liều vaccine Johnson Johnson. Tại các điểm tiêm phòng đại trà, chính quyền các bang đều kêu gọi người dân đến tiêm phòng vaccine Johnson Johnson càng sớm càng tốt. Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để thúc đẩy kêu gọi người dân tuyên truyền về tầm quan trọng của việc tiêm vaccine. Xử lý vaccine sắp hết hạn đang là vấn đề gây đau đầu không chỉ tại Mỹ mà ở nhiều nơi trên thế giới. Theo các chuyên gia, tiến trình tiêm vaccine còn chậm sự ngăn ngại trước việc đi tiêm của người dân khiến hàng trăm nghìn liều vaccine có nguy cơ phải tiêu hủy để tránh tình trạng nơi cần thì không có nơi có lại chưa dùng các nước dư thừa vaccine nên nhanh chóng có giải pháp để chắc chiêu tránh lãng phí những liều vaccine quý giá vào thời điểm này